Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Bậc trung học cơ sở có mức tăng học phí từ năm học 2021-2022 là 19.000 đồng đến 155.000 đồng lên 300.000 đồng một tháng. Năm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Ngày 31 tháng 5 tới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Học sinh tra cứu thông tin tại các phòng giáo dục và đào tạo hoặc cổng thông tin điện tử của ngành, địa chỉ https://hanoi.edu.vn. Kỳ thi học sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 sẽ diễn ra vào ngày 18 và ngày 19 tháng 6 với 3 môn thi toán, ngữ văn và ngoại ngữ.